Trong thời gian gần đây, biến động tỷ giá trên toàn cầu một lần nữa lại xảy ra khi đồng USD liên tục tăng giá mạnh kể từ tháng 8 trong bối cảnh Fed tiếp tục kéo dài mức lãi suất cao và thắt chặt các điều kiện tài chính, các lo ngại về căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang. Xu hướng đi lên của đồng USD đang gây áp lực lên các đồng tiền khác, trong đó có Việt Nam đồng. Tuy nhiên, so với các đồng tiền trong khu vực, mức độ mất giá của Việt Nam đồng so với USD trong 2 năm qua đã ít hơn và theo đó, chúng tôi đã tìm hiểu các yếu tố hỗ trợ giúp đồng Việt Nam giữ giá tốt hơn trong thời gian vừa qua. HSC thấy rằng những yếu tố này có thể bao gồm thặng dư cán cân vãng lai, khoản mục lỗi và sai sót giảm, FDI tăng, kiều hối tăng và nỗ lực kiểm soát dòng ngoại tệ chuyển ra bên ngoài. Số liệu mới công bố cho thấy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 năm 2023 ước đạt 32,31 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 291,28 tỷ USD, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả là cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 ước tính xuất siêu 3 tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 24,61 tỷ USD, cùng kỳ năm trước xuất siêu 9,56 tỷ đô. Trong khi đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 17,99 tỷ USD, khu vực có dòng vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô xuất siêu 42,6 tỷ USD. Câu chuyện nổi bật của năm 2023 đã khác so với năm 2022, đó là sự quay trở lại mạnh mẽ của dòng vốn FDI. Số liệu thực tế cho thấy tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2023 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị vốn góp mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 25,76 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong 10 tháng năm 2023 đạt 18 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, lượng kiều hối quy ra năm cũng đã tăng mạnh lên gần 14 tỷ đô, mức cao nhất kể từ trước đến nay, từ đó đóng góp vào cán cân vãng lai và trở thành nguồn vốn quan trọng để đầu tư vào sản xuất kinh doanh cũng như phục vụ mục đích tiêu dùng. Một điểm cần lưu ý đặc biệt là ngoại tệ từ trong nước chuyển ra bên ngoài đã giảm đáng kể sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư quy định về việc chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài cho các giao dịch vãng lai. Tuy nhiên, cùng với những yếu tố đề cập trên, tỷ giá vẫn đang chịu sức ép tăng, thể hiện trên cán cân thanh toán. Do chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam đồng và USD trên thị trường thế giới ngày càng tăng, việc huy động tiền gửi ngoại tệ của các ngân hàng thương mại trong nước trở nên khó khăn hơn và có đến 5 tỷ USD chuyển ra nước ngoài. Điều này thể hiện nhu cầu chuyển đô về lại nước mình của các doanh nghiệp FDI để hưởng lãi suất cao hơn. Để ổn định tỷ giá, từ ngày 21 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước đã bắt đầu hút bớt thanh khoản tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng. Trong đó, cơ quan này đã liên tục phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước kỳ hạn 28 ngày. Việc rút khỏi thanh khoản hệ thống trên 10 tỷ USD đã làm lãi suất liên ngân hàng tăng dần nhưng không tăng mạnh như kỳ vọng. Từ đó, áp lực lên thị trường ngoại hối vẫn tiếp diễn. Theo đó, HSC dự đoán Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục phát hành tín phiếu để bù đắp phần tín phiếu đáo hạn trong lần phát hành trước đó. Nếu thị trường ngoại hối có những biến động mạnh và bất ngờ sau cuộc họp của Fed vào tháng 11 và tháng 12, chúng tôi tin rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ phải dùng đến những biện pháp mạnh mẽ hơn để ổn định tỷ giá dịp cuối năm, chẳng hạn như bán USD theo hợp đồng kỳ hạn hoặc bán trực tiếp ra thị trường giao ngay. Tuy nhiên, việc bán ngoại tệ từ dự trữ ngoại hối sẽ chỉ ở mức hạn chế vì dự trữ ngoại hối đã không tăng nhiều kể từ đầu năm. Trước xu hướng mạnh lên của đồng USD so với các đồng tiền khác là đối tác thương mại lớn của Việt Nam và dựa trên các lập luận trên đây, HSC nâng dự báo tỷ giá USD trên Việt Nam đồng vào cuối năm nay lên mức 24.555 đồng. Ngoài ra, chúng tôi điều chỉnh mức dự báo cho năm 2024 và 2025 lên lần lượt là 24.300 đồng và 24.000 đồng. Để biết thêm thông tin chi tiết về các cơ hội đầu tư theo xu hướng, theo từng nhóm ngành và doanh nghiệp cụ thể, quý nhà đầu tư có thể theo dõi các bản tin quốc tế và Việt Nam hàng ngày, các buổi livestream định kỳ và các buổi hội thảo theo chuỗi C2C dành riêng cho quý nhà đầu tư của HSC.